công viên không làm, cháu công trường không làm. Có gì em từ từ nói với anh đó, vậy là sai rồi đó. Không biết cái gì hết. Sau cú đạp của người đàn ông này, toàn bộ giấy tờ và kể cả mẫu xét nghiệm COVID-19 đã lấy, đã văng tung tóe khắp mặt đường. Ngày 22 tháng 7, mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đạp đổ bàn, chửi bới và đuổi nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được cho là xảy ra tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ đoạn clip viết, sự việc xảy ra do người đàn ông trong video không hài lòng khi các nhân viên y tế để bàn làm việc lấy mẫu xét nghiệm trước nhà mình sau khi phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19. Sao có thể bình tĩnh được? Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà có làm gì chúng nhà anh đâu. Hồi nãy còn người ở đây. Tôi nói với ra là bây giờ đây này. Bao nhiêu người đánh giả tôi. Hả? Tại sao ở đường không làm? Nó nhanh lắm. Khi quần giận ok, đúng rồi. Chỗ ngoài không thì cũng... Theo những lời trao đổi trong video, do trời gió to mà khu vực lại là đất trống nên tổ công tác không thể ngồi ngoài đường làm việc nên chọn chỗ ngồi trước một căn nhà ở cuối đường. Người phụ nữ trong nhà cũng đã ra nhắc không được để bàn làm việc trước cửa nhà. Sau khi đoạn clip lan truyền, người dùng mạng xã hội phân ra hai luồng ý kiến. Một bên thông cảm với người đàn ông khi cho rằng có lẽ do quá sợ dịch bệnh, sợ mẫu xét nghiệm ở gần gây nguy hiểm cho gia đình nên đã phản ứng gay gắt. Một bên thì cho rằng dù thế nào thì việc đạp đổ bàn lấy mẫu và cản trở công việc của nhân viên y tế cũng là hành vi không đúng và quá nóng nảy. Chiều 22 tháng 7, trả lời báo Thanh Niên, ông Lê Quốc Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển chỉ đạo công an xã Phước Kiển mời người này về làm rõ, xử lý theo quy định.